Đố mấy bạn, những bạn đang xem video, trong ba người đang đứng ở đây, họ không phải con nhỏ này nè, đi ra chỗ khác coi. Nào trời, anh kêu đi ra chỗ khác mà không nghe hả? Ok, trong ba người đang đứng ở đây nè, đố mấy bạn, đâu mới chính là Doraemon thật? Trời ơi, nhìn không biết người là Doraemon luôn bạn ơi, bởi vì ba người nào cũng mặc như nhau hết. À thôi, mình giỡn thôi. Ok bạn ơi, thì ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với ai mấy bạn biết không? Xin giới thiệu bạn, đây chính là đằng sau lưng mình, xin giới thiệu bạn, đó chính là B-Team. Yeah. Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng những bạn nào mà đã xem video của mình cùng với thành viên của Hero Team thì chắc các bạn cũng biết đến B-Team rồi đúng không? Thì B-Team chính là một team mới lập, là một team thứ hai của Hero Team luôn nha. Và là một người bạn đồng hành của Hero Team. Đó, ok, thì xin giới thiệu bạn. Đầu tiên, đó chính là leader trưởng team của B-Team, đó chính là Mèo Béo. Mèo Béo đặt tên là mèo béo, còn kêu là không béo gì nữa. Ok, tiếp theo nữa nè. Tiếp theo nữa là một bạn nữ rất là xinh xắn của chúng ta. Xin giới thiệu bạn, đó chính là Mập Durum. Cũng mập luôn. Mập Durum. Mập Durum, Durum, Durum. Ok rồi. À ok ok rồi. Tiếp theo nữa chính là Naobi Weibo. Naobi thôi anh. Naobi hả? Ok, Naobi hả? Ok, Naobi thôi. Ok bạn ơi. Và tiếp theo nữa, đó chính là Doraemon. Đó, bye bye. Con này nó không có trong B-Team bạn ơi. Con này nó không có, nhầm. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời các thành viên của B-Team. À, thật ra đây mới có 3 người thôi, còn lại 2 người nữa mà người ta bận mất tiêu rồi, cho nên mình chưa mời được các bạn ơi. Đó, thì hôm nay bọn mình đã vào trong đây và bọn mình cùng nhau chơi một cái mini game mấy bạn ơi. Hãy nhìn đây, ta-da. Trên tay của mình chính là một cái bánh rán thơm phức mấy bạn ơi. Đó. Và bánh rán này dùng để làm gì các bạn biết không? Chúng ta sẽ sử dụng cái bánh rán này để chúng ta mua chuột Doraemon bạn ơi, bạn coi nè. Bấm vô người Doraemon nè. Đó, xong chúng ta sẽ mua túi thần kỳ của Doraemon bằng một cái bánh rán. Đó, trời Doraemon nó bán túi thần kỳ luôn các bạn ơi. Kỳ cục ghê luôn á. Rồi, sau khi mà mua được cái túi thần kỳ của Doraemon. Ủa mà khoan, tính ra mình mua túi thần kỳ mà sao Doraemon vẫn còn cái túi ở chỗ này vậy? À, Doraemon bán hàng phách đúng không? À chắc không phải hàng phách đâu bạn ơi, để mình mở thử coi. Không phải hàng phách các bạn ơi, này là hàng real rồi. Trong đây có rất là nhiều bủ bối luôn bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ mở ra nha. Mở ra nè, đó, ok. Và mình đã được hai món bủ bối của Doraemon. Đó, còn mọi người mua nhanh đi. Ok, rồi, okay. Mua đúng không? Rồi, qua đây. Chúng ta sẽ cùng nhau qua đây để review bủ bối của Doraemon nha bạn. Đó, thì đầu tiên, xin giới thiệu bạn, trên tay của mình chính là đèn pin phóng to bạn ơi của Doraemon nha bạn coi nè. À, bây giờ mèo béo đi. Ok, mình sẽ biến cho mèo béo mập hơn nữa. Ấy, béo hơn nữa nè. Bùm. Wow, phóng to lên luôn. Xịn chưa? Xịn chưa? Rồi, tiếp theo nữa chính là quẹt ba tiêu bạn ơi. Đó, mấy bạn có coi tay du ký bao giờ chưa? Mấy bạn có biết cái quẹt ba tiêu không? Đó, cái này là cái quẹt ba tiêu trong truyền thuyết nè. Đây mấy bạn coi nha. Bùm. Ủa, không có gì xảy ra nè. Không có gì xảy ra luôn. Ủa, không có gì ta. Ôi, bay luôn kìa. Trời ơi, bay luôn rồi. Cái này là quẹt ba tiêu thiệt rồi. Ok, để mình xem coi. Naobi thì nhẹ nè, mình quẹt cái là bay lên trời luôn. Để mình xem coi mèo béo nặng như thế này mình quẹt có được không nha. Quẹt nè. Ui, còn bay cao hơn hồi nãy nữa bạn ơi. Ok, đó, cái này là hai món bủ bối của mình nè. Rồi ok, để xem coi những người còn lại sao nha. À, đầu tiên thì là mèo béo đi. Ok, mèo béo hãy thử review bủ bối của mình đi. Nhìn này. Cái đó là gì hả? Trông giống ke hay gì hả? Cái này nó phải là áo choàng bay. Áo choàng bay, wow, xịn quá vậy. Rồi ok, còn gì nữa không? Đây, triệu hồi siro. Ây, ủa gì có con sói vậy? Ây da, ây da, cho dí bạn ơi, cho dí. Trời, mấy con chó này láo quá, trời. À, cái bánh đó triệu hồi mấy con sói đúng không? Mày hả mày, bay lên trời luôn đi. Rồi xong, biến mất luôn mày ơi. Ok, rồi tiếp tục là Mập nè. Mập hãy review bộ bói của mình đi. Rồi, nhìn nha. Ok. Ui, triệu hồi là con gì vậy? Triệu hồi là con Lego nữa bạn ơi. À, cây kiếm của Mập Durum có thể triệu hồi ra một con Lego. Ờ, ok. Để mình cút. Đó, quẹt cho cái là biến mất luôn. Ok. Mày hả mày? Tôi biết dịch chuyển nè. Ôi, mày hả mày? Ủa, rồi nó đâu rồi? Dịch chuyển liên tục mấy bạn ơi. Ok rồi. Rồi, ok, vũ khí tiếp theo của Mập là gì nè? Súng đi biển. À, súng này là súng bắn bong bóng hả? Đâu, Mập thử bắn béo coi. Mày béo hả? Đâu, béo đâu? Piu. Ủa sao vừa nhiên bắn vậy đó? Mèo béo bay lên trời luôn rồi. Để mình cho bay cao hơn. Hey, bay cao hơn đi. Ủa sao bay cao không được? Rồi xong. Mèo béo bị dính vô cái bong bóng xong bay lên trời luôn bạn ơi. À, bộ bói này cơ bộ xịn rồi nha. Ok, rồi tiếp theo là Nao. Trời, từ nãy giờ Nao nó bị cái con này dí mãi bạn ơi.
Trời ơi, Mập ơi, làm ơn thu con này lại đi, đừng để nó dí đau nữa. Nó dí đau đâu mất nãy giờ. Không có thu được, kiểu nó dí cho chết luôn thôi ấy. Thôi nào ơi, em đứng im cho nó giết em đi nào. Nhìn em bị nó đuổi, thấy tội quá. Ôi. À, Nào đang sử dụng kỹ năng của mình để đào hố. Ủa, rồi xong, nó biến mất rồi. Ồ, ok rồi, bộ bói của Nào là gì nè, Nào khoe coi. Nè anh, đó. À, cái này là găng tay chuột chuỗi đúng không, dùng để đào đất. Ờ, em đào vậy, ơi bình tĩnh, đừng có chôn anh chứ. Ok, rồi còn gì nữa không? À, dây cốt tăng tốc vậy nè. Ui, chị nhanh hơn nè. Ồ, hóa ra là vậy, ok. Cái này là dây cốt, gọi là gì, dây cốt tăng tốc. Ok, rồi, đó, mấy bạn thấy không? Nói chung là bọn mình ai cũng đã có được vũ khí. À không, cái này hoa là gọi là vũ khí mà gọi là bủ bối của Doraemon nữa bạn ơi. Nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ gọi là chiến đấu cùng với nhau bằng bủ bối của Doraemon nha. Và các bạn hãy thử đoán xem coi người nào sẽ là người giành được chiến thắng nha. Ok ok. Rồi không có nhiều nữa, còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thôi nào bạn ơi. Let's go. Rồi ok, bây giờ là bọn mình sẽ cùng nhau chiến đấu với nhau nha. Bây giờ vào đây mua bủ bối nữa bạn ơi. Hồi nãy là mình gọi là cái bủ bối, hồi nãy là mình chỉ review cho các bạn xem trước thôi. Còn bây giờ mới mua bủ bối để chiến đấu nè. Ok, bấm vô mua nha. Mua hai cái túi thần kỳ nè. Đấy, rồi ok. Mọi người mua đi nha. Rồi, mình sẽ mở ra coi mình được cái gì nha các bạn. Mở nè. Bùm. Rồi, mở ra tiếp. Bùm. Nha. Yeah. Mình được cái súng mấy bạn ơi. À, vũ khí xịn, vũ khí xịn. Ủa còn cái này là gì đây? À cái này là áo tràng bay. À cái này cũng xịn nha. Ok. Ủa cái gì vậy? Sao mà nước tùm lum la vậy? Ủa ai ai có gì vậy? U Mập có thể chịu hồi được nước nè. Ủa ghê ghê ghê. Ok. À không, mèo béo chứ. Hồi nãy giờ mình cứ lộn béo béo với Mập không à. Trời ơi, hai người này tên giống nhau quá, lộn hoài. Ok. Mập cũng cắt mắt. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Bắt đầu chúng ta cùng nhau đánh nhau nha. Ai đạt được 10 mạng trước người đó win nha. Ok bạn ơi, hồi hộp quá. Ông khoan, từ từ mình phải test cái súng của mình đã. Sử dụng cái súng bắn cho con cừu thôi coi. Mày hả mày? Chết queo luôn. Tội nghiệp em cừu quá. Thôi kệ, mình ăn thịt nó luôn. Ok, kệ đi. Ok, rồi, chuẩn bị nha mọi người. 1, 2, 3. Bắt đầu. Rồi ok ok, để mình chuẩn bị nha bạn. Để mình lắp ra mình coi. Hai người kia đang đánh nhau. Ui, trời ơi, mèo béo đã giết chết Mập rồi. Trời ơi, nguy hiểm vậy. Ok, từ mình phải ăn thịt gà rồi mình chạy cho nhanh các bạn ơi. Ok. Rồi, sử dụng áo choàng bay để bay lên trên. Hứa. Bay lên trên nè. Bay lên trên để làm gì các bạn biết không? Xem mình nha, bay lên trên sau đó nhìn xuống dưới. Ủa, mèo béo kìa. Hứa. Bắn nè. Mèo béo. À, cái này là đèn pin thu nhỏ bạn ơi. Bắn nè. Thu nhỏ. Này, thu nhỏ nè, bắn cho chết luôn. Hây. Mèo béo thu nhỏ cho nên khó bắn quá. Ok, mình đã xuống dưới đây rồi các bạn ơi. Để mình chui ra đằng sau nè, chui ra đằng sau để mình bắn mèo béo nha. Ấy. Mèo béo. Ui trời, bắn không được. Nhỏ quá, bắn không được mèo ơi. Ê, trời sợ. Ông nhỏ xíu bắn không được. Ê, mèo béo. Trời, ông nhỏ bắn không được. Khó chịu vậy. Ôi, mèo béo nè. Trời ơi các bạn ơi. Mệt muốn chết luôn á, bắn mãi mà không chết. Ủa, cái từ nãy giờ ủa, giờ còn có mỗi mình sống rồi hả? Ok, vậy là màn 1 mình đã win và mình đã được 1 điểm nè. Mập được 1 điểm nè và mèo béo được 2 điểm. Trời ơi, mèo béo chơi ghê vậy. Ok rồi, tiếp tục màn 2 nào, bắt đầu. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ mua vũ bói mới nha bạn nha. Hồi nãy là hiệp 1 là mình đã chiến thắng. Đúng rồi, mình chiến thắng nhờ mình đạt được có 1 điểm mà. Phải đạt được 10 điểm mới là win nha bạn. Ok, bấm vô Doraemon nè. Mua thêm một cái túi thần kỳ nữa nha. Đây, mua thêm cái túi thần kỳ nè. Rồi, để chúng ta xem vũ bói tiếp theo chúng ta sẽ là gì đây. Mở ra nè. Đó, mở ra. Ok, mình đã được một cái gọi là cái này là gì đây ta? Ờ, hình như là để tạo ra bức tường đúng không? À đúng rồi nè. Với lại là một cái cung tình ái. Dễ thương vậy. Bắn con gà nè. Hey. À, cái này cũng xịn đó bạn ơi. Rồi ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? 1 2 3 bắt đầu. Ok ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm người để mình giết các bạn ơi. Mình phải ăn thịt gà vô, quên mất, ăn thịt gà vô để chạy cho nó nhanh nè. Ok, để xem coi có ai không nha. Ôi khủng long. À, cái gì vậy? Sao vừa mới ra gặp con khủng long luôn rồi. Mày hả khủng long? Chết mày đi con. Ok, để xem có ai không nha. Có ai không ta? Hello. Ui có hai người kìa. Bắn. À, Mập hả? Này nè Mập. Sao mà đâu bắn mình vậy? Mập nè, 1 điểm. Ok, nào nè. Nào đứng lại. Chạy đi đông. Chạy. Ủa hả? Ủa này thì ủa nè. 2 điểm nữa bạn ơi, vậy là mình được 3 điểm rồi. Yeah. Ok. Giết được 2 người nè. Bây giờ còn mèo béo nữa thôi. Trời, cái cung này xịn dữ ta. Bắn có xíu chết người ơi. Ok, mèo béo à. Ủa mèo béo nấp rồi hả? Ủa nào ơi, em chết mà sao em còn ở đây vậy? Em đâu biết đâu, tự nhiên em hỏi xuống. Ui, mèo béo kìa. Ơi, mèo béo hả? Mèo béo. À, thấy mèo béo rồi nha. Mèo béo. Ui. Chạy hả? Chạy đi đâu? Chạy đâu cho thoát nè. Ok mấy bạn ơi, mình đã giết được 3 người luôn các bạn ơi. Ủa hình như có ai mới vừa dùng đèn pin phóng to con cừu lên hay sao mà nó to dữ vậy.
phải không? Trời ơi trời. Ok bạn ơi, mình đã giết được 3 người luôn rồi. Vậy là hiệp 2 mình đã chiến thắng rồi nha. Và mình đã đạt được 4 điểm. Mình chỉ cần 6 điểm nữa thôi là mình win rồi. Ok, chúng ta cùng nhau tiếp tục nào. Let's go. Rồi, 2 món bủ bói vừa rồi xịn quá bạn ơi. Để xem bủ bói tiếp theo là gì nha. Mở ra nè. Ok, mở tiếp. Ơ, mình lại được cái cung hồi nãy nữa nè. Ơ, phải nồi. Ok. Cái cung này xịn lắm, cái cung này xịn lắm, bắn là chết người luôn á nha. Ok, với lại cái chai này, cái chai gì ta, để mình thử coi. Ấy, bùm. Ủa cái chai này nó văng ra cái gì nè, để mình xem coi. Nó văng ra cái chữ 2 các bạn ơi. À, cái này là cái này người ta gọi là cái thuốc kìa ta. Thuốc đông giọng nói các bạn ơi. Cái này mình có coi một cái tập phim của Doraemon này nè. Ok. Rồi, mọi người chuẩn bị nha. Lần này mình lại tiếp tục có được cây cung rồi các bạn ơi. Ok, chuẩn bị nha. 1 2 3 bắt đầu tấn công nhau thôi. Ok coi, chạy ra coi có ai không. Ui mèo béo kìa. Ui nào mình thấy nào kìa, bắn nè. Ui chạy trúng con gà đáng ghét. Tiện mày nhảy vô làm gì vậy. Ok đi qua đây coi có ai không, có ai không. Ui mập nè, ngon bắn tôi xem, ngon bắn tôi phát xem. Ôi né nè, ui né nè, bắn coi né nè. Ui trời, xịn né nè. Ui trời, sao không dính vậy, chết nè. Ok trời, cái cây súng của mập yếu xìu các bạn ơi, mình né đạn được luôn nè. Ok tiếp theo là nào nha. Ơi nào núp hả, nào núp. Ui nào có cây súng này hình như là cây súng gì ta, súng bắn ra không khí đúng không. À mình biết cây súng này rồi nè. Chạy hả nào, chạy nè. Ơi bạn ơi, tính ra cái cây cung của mình xịn đến nỗi mà mình gặp ai người đó cũng sợ mình hết các bạn ơi, không dám tấn công mình. Đây ông cần thầy. À mèo béo gan. Ơ chết, mình bị độc rồi. Phải nhảy hip hop cho hết bị độc thôi. Nhảy hip hop cho hết bị độc này. Núp. Chết các bạn ơi, mèo béo bắn mình bị dính độc với bạn ơi. Phải nhảy hip hop cho hết độc mới được. Nhảy hip hop chưa, hip hop này mà đây. Nhảy hip hop là không bao giờ chết. Này rồi xong chết queo luôn. Ok bạn ơi, màn số 2 thì mình đạt được 6 điểm. À, giết được 2 người, đạt được 6 điểm. Vậy là coi như màn số 2 là mèo béo win rồi. Ok, hôm sau màn tiếp theo mình sẽ phục thù. Ok, tiếp nào mọi người ơi, tiếp nào. Ủa cái gì vậy, Doraemon nó mới giảm cân hay sao? Tự nhiên giờ nó ôm nhôm nhách vậy. Ủa mọi người ơi, lại đây. Ủa sao Doraemon nó ôm nhôm nhách vậy. Trời. Chắc là ai dùng đèn pin thu nhỏ rồi. Ai dùng đèn pin thu nhỏ Doraemon là vậy trời. Ok. Mua lại coi. Ok. Không biết là Doraemon nó thu nhỏ lại thì bộ gối của nó có bị nhỏ lại hôm nay, để xem thử nha. Chạy. Ê bạn ơi, tính ra mình lại tiếp tục được cái cây cung hồi nãy nữa nè. Trời đất ơi, mình xài cây cung này riết mình chán luôn á. Thôi dục, không thèm. Mình sẽ sử dụng bằng gọi là súng không khí các bạn ơi. Súng này là súng không khí nha. Ok rồi. À bạn thấy mình đeo tay nhìn ngầu không? Ok. Rồi mọi người chuẩn bị nha. Ok. Trốn mấy bạn ơi. Kim chỗ trốn rồi, chuẩn bị nha. 1 2 3. Bắt đầu màn thứ tư. Ok. Mình nghĩ rằng là 5 màn là mình sẽ win nữa bạn ơi. Mấy bạn coi mình nè. 5 màn thôi là mình win chắc luôn. Ui, nào kìa. Ủa, sao nào đi? Nào với mập lúc nào cũng đi chung với nhau hết ta. Ok, để mình chui vô cái đường ống. Ui, nào kìa. Bắn. Cái quạt ba tiêu, siêu phế. Ủa, đâu rồi. Ê, mập ơi, sao mập nhỏ xíu vậy? À, cái gì? Ui, mập nó quăng mình lên trời luôn. Trời ơi, mập nó quăng mình lên trời luôn rồi. À, nào bên dưới, mình thấy nào bên dưới kìa bạn. À, ok. Ủa mập khoan, bây giờ mình mà nhảy xuống đó là mình mất máu chết luôn á. Mình phải ăn bánh mì vô. Hey. Ôi trời ơi, mới vừa nhảy xuống dưới là gặp hai người đó luôn. Ok. Ê, mập nè, mập. Súng bắn không khí. À, mập dám biến phong thành nhỏ xíu đúng không? Mập nè, biến phong thành tí hon luôn. Mập nè. Chết đi. Hay á. Mấy bạn ơi, mập đu rum biến mình thành nhỏ xíu luôn rồi. Bây giờ làm sao mình quýnh lại hai người kia đây? À khoan. Ha. Khoan từ. Nhiều khi mình biến hình thành nhỏ vậy người ta lại không thấy mình thì sao đúng không? Ok, để mình kiếm cái cây mình núp. Ui người ta đang ok mình thấy nào kìa, mình sẽ núp đằng sau mấy cây này nha các bạn nha. Mày yên tâm, mình chơi là mình tắt mic hết rồi cho nên mấy người đó không nghe mình nói gì đâu. Ok. Ê nào kìa. Mày nào hả? Con gà đáng ghét này. Tránh ra coi. Nào. Ui trời, nó né đạn. Không bắn được. Trời ơi nó né đạn liên tục. Trời ơi là trời. Rồi. Mình nghe tiếng chân đâu đây vậy? Tiếng chân nè. Nào né hoài á. Nào, trời nó né đạn. Chết nè. Này thì né đạn nè. Trời ơi bạn ơi, mình nói thật nha. Mặc dù là Nào nó rất là nướp luôn, nó không biết chơi chiến đấu với nhau đâu, nhưng mà có điều là nó ngáo, nó nổi mà nó chạy, nó né, mình bắn không giờ mình dính được nó bạn ơi. Trời ơi là trời. Mệt phải. Mèo béo. À, mèo béo đang sử dụng một cái bình thuốc độc các bạn ơi. À, lại là bình thuốc độc hồi nãy quăng mình nè. Lại hip hop này vào đây à, không có được cái chuyện đó đâu. Lần này mình sẽ núp đằng sáu cây. Ok, núp đằng sáu cây nè. Ui, mèo béo có cây cung mạnh hồi nãy các bạn ơi. Ui. Hay là hồi nãy mình chọi cây cung ra xong mèo béo lụm ta. Chết rồi, mèo béo lụm cây cung của mình rồi. Như vậy là không được.
không được. Ui, ai. Này thì ui, này thì tôi. Này thì mày béo đó. Ui. Ok, không sao, mình tin rằng là tài thiện xạ bắn đột kích hàng ngày của mình sẽ giành được chiến thắng. Ôi, mày béo bên đây hả? Trời ơi, nãy giờ không biết luôn á. À, leo bên đây. Leo cho cao nè. Chết nè. Ok bạn ơi, đại bác không khí đã giành được chiến thắng. Yeah. Ui, mình được 9 điểm rồi nè. Trời ơi, còn có điểm nữa là mình win rồi. Trời ơi, tiếc quá vậy. Ok không sao, chơi thêm màn nữa là 5 màn luôn cho chẳng. Ok mọi người ơi, vậy là Phong win rồi nha. Rồi ok, mua đồ tiếp. À mà khoan, hình như bây giờ mình nhỏ bằng Doraemon luôn các bạn ơi. Bạn coi nào, nhiều khi mình còn lùn hơn cả Doraemon nữa bạn ơi. Nãy rồi, nãy mập biến mình thành nhỏ xíu luôn. Trời ơi, cái này tại mập rồi. Ok, mình sẽ mua túi thần kỳ nè. Trời ơi trời. Ok. Hey, lần này hy vọng là nó sẽ cho mình cái bộ bó gì đó xịn hơn. Ok, mua nè. Woo. Cái này là chống chống che các bạn ơi. Wow, bay lên trời, bay lên trời. À, chống chống che dùng để bay lên trời nha. Đấy, xịn chưa? Chống chống che. Hả? Gì mà? Lệnh số là để bị Phong giết hay gì mình bay lên trên trời được, các bạn cũng có cái chống chống che để bay luôn. À, tất nhiên rồi. Trời ơi, mình chống chống che của mình xịn hơn bạn nhiều. Chống chống che của mình là đến từ Mỹ. Chống chống che của bạn là hàng Trung Quốc. Ok. Ok. Rồi xem coi. Mình lại được thêm. Trời ơi, lại gặp cái cung này nữa bạn ơi. Hình như cái cung này nó ám mình thấy gì á, mình gặp nó hoài á. Trời ơi trời. À mà thôi kệ. Cái này là màn cuối cùng rồi, mình chỉ cần giết được người thôi được. À mà khoan, hay là mình chơi trò này vui hơn đi. Ê mọi người ơi, hay là bây giờ bọn mình chơi trò đổi vũ khí cho nhau đi được không? Màn cuối rồi. À cái này không tính nha, cái này mình tự chết này không tính nha. Ok. Ok. Cái này là màn cuối rồi, hay mình đổi vũ khí cho nhau đi, chịu không? Súng xà phòng. Súng xà phòng hả? Thôi súng xà phòng yếu lắm, phòng không lấy đâu. Không thèm. Không thèm. Trời ơi, đồ của mập yếu xìu à. Cái kiếm này kiếm gì? À, kiếm triệu hồi cho con này đúng không? Rồi là cái con này nữa rồi. Trời ơi, cái con này xuất hiện nữa rồi. Cái con này khó giết lắm luôn á. Ok được rồi. Nếu như mà em muốn đổi thì anh sẽ đổi cho em. Đó, lấy đi. Ok, anh sẽ lấy cái kiếm. Mấy bạn ơi, nào gọi là nào nước các bạn ơi, cái kiếm này mạnh hơn cái cây súng nó nhiều, cây cung nó nhiều. Trời ơi, nào đã đổi bị lỗ các bạn ơi. Ok. 1 2 3 đâu. Ok rồi, bây giờ đầu tiên mình sẽ phải sử dụng chống chống che để mình leo lên cây. Mình có chiến thuật hết các bạn ơi, leo lên cây để mình núp, để cho mấy người bên dưới đó giết nhau trước đi rồi mình giết sau, các bạn hiểu không? Đấy, leo lên cây đấy. Ok, hay không biết trên cây chắc có ai không ta, để chui trong đây, có vô chui vô được không? Không chui vô được. Ok, để nhìn xuống bên dưới coi mọi người giết nhau anh em ơi. Đấy, cái gì đây. Vậy trời. À, mập kìa, mập dám lên trên cây của Phong hả? Mập đứng lại, mập đứng lại. Mập đi lại. Phong à. Ôi, béo à. Ok. Kìa mọi người đang, trời ơi, mọi người đang giết nhau anh em ơi, mọi người đang giết nhau. Rồi xong. Ok bạn, bây giờ mình sẽ đứng ở đây chờ mọi người giết nhau xong, còn một người cuối cùng mình sẽ xuống mình giết luôn để mình đạt được thêm một điểm nữa là mình win. Trời ơi, đơn giản đi đen giỡn. Ok, đứng ở trên đây chống nạnh chờ thôi bạn ơi. Ok. Nào. Ui trời. À, mập đã chết rồi. Ôi. Ôi các bạn ơi, hình như là nào được cái cây súng của mình cho nên nào bắn ghê các bạn ơi. Rồi xong, ok, mập với lại mèo béo đã bị loại rồi. Mấy bạn ơi, nhiều khi hồi nãy mình đổi cái cung là mình sai các bạn ơi. Tại vì nào nó sử dụng cây cung nó bắn chết được hai người kia luôn rồi. Có khi nào mình bị bắn chết luôn không ta? Không sao không, bình tĩnh. Ok, mình sẽ bay xuống dưới nha. Bay xuống dưới, bay chậm chậm thôi bạn ơi, mình chừng chết, ok. À, nào này đứng bên dưới đúng không? Ok, để mình sử dụng. Hơi, chịu hồi Lego. Dưới theo nào. Ok, Lego của mình nó sẽ đuổi theo nào. Quýnh mấy bạn ơi. Nào ơi, sau lưng kìa em ơi. Sau lưng kìa. À, đây là con Lego của anh đó. Nó sẽ đuổi theo em và nó giết em đó. Em lo mà chạy đi. Ôi, trời, nó có cái quạt bát tiêu luôn kìa. À, nào hả. Nào nè. Yeah, win rồi. Yeah, Lego ơi, bọn mình win rồi đó bạn. Cười lên đi. À, nó cũng đang cười nè. Ơ, à, vui quá, win rồi. Ok, anh ơi. Thì mình đã đạt được 10 điểm rồi. Vậy là có nghĩa là mình đã win rồi bạn ơi. Trời, quá dễ đúng không? Bạn Lego, hai bọn mình win rồi đó. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã chiến đấu cùng với B-Team. Thì bạn thấy đó, mình đã gọi là sử dụng bộ bối của Doraemon thành thạo hơn. Biết là sao không? Bởi vì mình coi Doraemon nhiều đó. Cho nên mình gọi là mình giỏi hơn các bạn ơi đó. Và mình đã chiến thắng rồi bạn ơi. Còn bây giờ thì mình đã win rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hộ kênh YouTube của mình. À khoan nè, từ để mình hỏi mấy người cái nè. Ê mọi người ơi, sau khi mọi người thua mình thì mọi người có ý kiến gì không? Mọi người có ý kiến gì không? Buồn, chả muốn chơi nữa, buồn quá.
buồn quá hả? Ôi rồi xong mọi người giận mình luôn rồi. Trời ơi đừng giận tôi chứ, cái này chỉ là game thôi mà. Ok không sao. Win là được rồi. Ok. Và các bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Naobi, Mèo Béo cùng với Mập Durum và những thành viên của B Team để ủng hộ cho mọi người nữa nha. Ủng hộ cho các thành viên của B Team nha anh em. Đó, ok và bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Bye bye.